Một kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tụ bóng đá trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và bạn những thông tin rất nóng liên quan đến giải U17 châu Á vừa qua của vòng loại. Và vừa qua thì sau khi mà để thua trước đội tuyển U17 Việt Nam với tỷ số đậm đà đó là 0-3, thì báo chí rồi các cổ động viên của Thái Lan đã phải lên tiếng và họ thừa nhận một điều khá thú vị rằng đó là họ đã rất quen với việc là thua đội tuyển bóng đá Việt Nam chúng ta trong suốt quãng thời gian rất lâu vừa qua rồi. Và cùng với đó thì vừa qua FIFA không phạt bên phía Liên đoàn bóng đá của Indonesia. Thế nhưng vừa qua thì Indonesia đã bị trừng phạt, và cái trừng phạt ở đây chúng tôi muốn dùng trong dấu đóng bằng kép, một sự trừng phạt có lẽ là đủ dành cho bóng đá của Indonesia với cái thất bại của đội tuyển U17 được này. Vâng, kính thưa quý vị và bạn, chứng kiến một đội tuyển Thái Lan vừa qua đã tiếp tục không thể thắng được Việt Nam, thậm chí là một trận thua khá đậm, thì tờ Thái Rat của Thái Lan đã phải nói một điều rằng đó thực sự là một nỗi hổ thẹn. Vào tối ngày 9 tháng 10, ở lượt trận cuối cùng của vòng loại giải U17 châu Á 2023, thì đội tuyển U17 Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số đó là 3-0. Và đây đã lần thứ hai liên tiếp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn thắng đối thủ này. Bởi trước đó thì ở giải bán kết của giải U16 Đông Nam Á thì đội tuyển U16 Việt Nam cũng chính là những cầu thủ hiện nay đang là cầu thủ lứa U17 tham dự vòng loại này thì đã thắng Thái Lan với tỷ số đó là 2-0. Và như vậy là trải qua những chuỗi trận rất thất vọng đó thì mới đây tờ báo của Thái Lan đó là tờ Tharad đó có phải dùng một từ ngữ đó là rất xấu hổ để nói về bóng đá của Thái Lan. Trong khi đó thì tờ Mighty Chon của Thái Lan cũng có một nhận định như thế này: chúng ta đã dần quen với việc thua Việt Nam rồi. Và họ đánh giá rằng là U17 Việt Nam đã chơi hay hơn nhiều và giành chiến thắng một cách quá xứng đáng. U17 Thái Lan đã dự vòng loại với những cầu thủ còn rất trẻ và ít được thi đấu quốc tế, cho nên còn thiếu kinh nghiệm. Tôi chấp nhận rằng bóng đá Thái Lan đang gặp những vấn đề trong việc tìm kiếm những tài năng trẻ và đang tìm cách khắc phục. Và quả thực thì với đội tuyển U17 Thái Lan, họ dù đã giành được vé tham dự vòng chung kết của giải U17 châu Á 2023 với tư cách là một trong số đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, thế nhưng chắc chắn với những gì vừa qua thì họ không thể hài lòng với những gì mà họ đã thể hiện được. Và quả thực thì bóng đá trẻ của Thái Lan, công tác đào tạo trẻ của họ thực sự đang có vấn đề rất lớn. Bởi đây không phải là câu chuyện một sớm một chiều, và đây cũng không phải là câu chuyện mới đây thôi, mà bóng đá trẻ của Thái Lan đã thất bại rất nhiều trong những giải đấu vừa qua. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia với những cầu thủ già cỗi hiện nay, nếu họ không có sự thay đổi và vẫn tiếp tục thể hiện như thế này thì trong một thời gian ngắn nữa thôi thì thậm chí là bóng đá của Lào tôi nghĩ rằng cũng sẽ vượt qua được cả Thái Lan. Bởi đây không phải là giả thuyết mà đó là thực tế rồi. Chính Lào đã đánh bại Thái Lan ở cấp độ đội tuyển U19 vừa qua. Vì vậy mà bóng đá Thái Lan hiện nay gặp quá nhiều vấn đề liên quan đến việc đó chính là công tác đào tạo trẻ. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Và chính cái điều này đã khiến cho ông chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Chompon Iyot đã bị chỉ kích trích rất dữ dội. Và rất nhiều người yêu cầu rằng là ông này phải từ chức ngay. Và người hâm mộ cho rằng là ông này không đủ chuyên môn để giúp cho bóng đá của Thái Lan phát triển. Và quả thực từ cái thời điểm mà ông này sa thải huấn luyện viên Kiatasak thì bóng đá của Thái Lan đã tuột dốc không phanh. Và chỉ có đúng cái kỳ AFF Cup 2020 vừa qua với những quyết định của trọng tài thì họ mới có được chức vô địch thôi. Còn hầu như tất cả những giải đấu mà Thái Lan tham dự họ đều thất bại. Và để nói rằng Việt Nam vừa qua thì chúng ta có thực sự hay không, hay là do đội tuyển Thái Lan họ quá yếu, tôi nghĩ rằng là cũng cả hai nguyên nhân cả. Thứ nhất là bóng đá Việt Nam của chúng ta hiện nay thực sự rất tuyệt vời. Chúng ta đang có những lứa cầu thủ tài năng với những lò đào tạo trẻ đã bổ sung rất nhiều những cầu thủ chất lượng dành cho các cấp đội tuyển quốc gia. Và với bóng đá Thái Lan thì cũng có thể là do một phần, không phải là họ không hay mà thực sự là họ đang thụt lùi, họ đang có sự thụt lùi. Vì vậy mà đây sẽ là vấn đề rất lớn mà bóng đá Thái Lan sẽ cần phải làm việc một cách nghiêm túc nếu họ muốn tiếp tục duy trì cái thế bám đuổi cùng với đội bóng hàng đầu tại Đông Nam Á, đặc biệt trong đó là Việt Nam. Và vừa qua thì câu chuyện liên quan đến Indonesia thì quý vị cũng đã biết, FIFA, không phải là FIFA công bố, mà mới đây thì ông thủ tướng của Indonesia có khẳng định là ông ấy đã gặp mặt là ông chủ tịch của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và cho rằng là ông này đã có những bức thư và có một tuyên bố rằng là sẽ không đưa ra bất cứ một cái án phạt nào dành cho Indonesia cả. Và thậm chí còn nói rằng là sẽ hỗ trợ cho Indonesia để giải quyết những cái vấn đề vừa qua. Và chính cái điều đó đã khiến cho các cổ động viên không chỉ là của Đông Nam Á đâu, mà rất nhiều các cổ động viên khắp thế giới, từ châu Á đến thế giới, họ đều cảm thấy rất khó hiểu và rất bực tức với những quyết định vừa qua
tới từ FIFA nếu thực sự đó là những gì mà ông thủ tướng của Indonesia có chia sẻ. Bởi thực tế là với cái câu chuyện vừa qua thì chắc chắn tôi nghĩ rằng là ít nhất cũng phải có những hình phạt gì đó dành cho đội bóng này. Ví dụ như là cấm các cổ động viên đến sân. Bởi vừa qua thì cũng chỉ có là giải vô địch quốc gia của Indonesia họ tự cấm thôi, còn FIFA họ lại không cấm. Và với những tình trạng như vậy thì tôi nghĩ rằng là các cổ động viên của nước khác họ thi đấu tại Indonesia, họ có dám đến đây để mà thi đấu hay không? Rồi cầu thủ có dám để mà thi đấu hay không? Thì tôi nghĩ rằng đó rất là câu chuyện lớn. Và đặc biệt đó là câu chuyện mà liên quan đến vấn đề về an ninh và tính mạng của những con người. Vậy thì tại sao FIFA lại không phạt? Tôi có lẽ chỉ có một cái lý do duy nhất. Đó là hiện nay thì Indonesia, lực lượng cổ động viên của họ cũng là những cổ động viên rất cuồng nhiệt, rất yêu bóng đá. Và thứ hai nữa là cái lượng cổ động viên của họ là quá đông. Họ có tới khoảng 300 triệu dân, gấp khoảng 3 lần so với Việt Nam. Vì vậy đây là một miếng bánh rất béo bở mà chắc chắn FIFA cũng không muốn để mất nếu mà họ phạt Indonesia. Bởi hiện nay thì khu vực tại Đông Nam Á và đặc biệt là châu Á thì cái lực lượng cổ động viên là rất cuồng nhiệt, mang lại những nguồn thu lớn dành cho FIFA. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng đây là một lý do mà khiến cho họ đã không phạt, hoặc cũng có thể là một vấn đề gì đó liên quan đến phía đằng sau, chính trị hay kinh tế gì đó đằng sau, liên quan đến việc cái phòng bì. Tôi nghĩ là như vậy. Thế nhưng vừa qua thì đúng thật là không phải FIFA không phạt, thì cuối cùng thì AFC ở đây đã có một đòn trừng phạt. Và đây không phải đòn trừng phạt trực tiếp mà đó là đòn trừng phạt gián tiếp. Bởi chúng ta đã thấy rằng là Indonesia vừa qua họ thắng 3 trận và chỉ để thua đúng trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Malaysia mà thôi. Hiệu số thì thực sự là quá tuyệt vời. Và nếu không bị trừ đi những cái thành tích đối đầu với đội bóng hạng 5 và hạng 4 thì Indonesia chắc chắn là họ sẽ đi tiếp, tiến đến vòng chung kết của giải U17 châu Á 2023. Thế nhưng thực sự là cay đắng dành cho bóng đá của Indonesia. Hiệu số cao lên như vậy nhưng cuối cùng thì do luật, một số đội bóng khi mà ở những bảng khác họ ít đội hơn, một số đội thì họ bỏ giải. Vì vậy những kết quả đối đầu của Indonesia với hai đội bóng cuối cùng thì lại không được tính. Vì vậy mà cái hiệu số của họ vẫn là âm 3. Tôi nhớ không nhầm đó là âm 3 và họ đã bị loại. Trong khi đó thì Lào là âm 2 còn Thái Lan là âm 1. Thực sự cay đắng. Và để nói về cái đòn trừng phạt này thì tôi nghĩ rằng đó quả thực là quá cay. Ở giải Đông Nam Á vừa qua thì có thể là họ cay 1 thì tôi nghĩ rằng là này họ cay 10. Bởi ở giải Đông Nam Á thì đó cũng chỉ là cuộc đấu của những đội bóng tại khu vực thôi. Và Thái Lan và Việt Nam đã cầm tay nhau đi tiếp với tỷ số 1 đều, khiến cho Indonesia khi đó thực sự cày cú. Tôi nghĩ rằng là họ vẫn còn rất cày cú. Thế nhưng ở cái thời điểm này thì có lẽ rằng đó là một đòn đau, một đòn trừng phạt cực khủng khiếp đến từ AFC với quy định đó, và họ tiếp thêm một lần nữa. Và thực tế đau một lần rồi thì đó là một nỗi đau lớn rồi, thì tiếp tục vẫn là kịch bản đó, vẫn cái vết xe đổ đó dành cho Indonesia thì họ còn đau 10. Và tôi nghĩ rằng là họ cũng chỉ lên là tự trách bản thân mình thôi. Bởi tại sao họ lại để thua Malaysia với tỷ số đậm đà đến như vậy, trong khi đó là họ được thi đấu trên sân nhà và họ hoàn toàn có thể chơi theo một cái cách khác. Hoặc là họ đang quá tự mãn. Bởi thực tế là để mà thua như vậy chắc chắn là họ đã dồn lên tấn công rất nhanh, và chính vì cái điều đó đã khiến cho họ đã nhận một trận thua tan tác. Trước đó thì Indonesia thắng những đối thủ khác 10-0, rồi thắng cả Palestine, thắng luôn cả đội tuyển UE với những cái biệt tỷ số, và họ thực sự quá tự tin. Họ tiến đến trận đấu cuối cùng gặp Malaysia, một đối thủ cứng cựa và là một trong những đối thủ chuyến kiếp của họ, và họ mong rằng sẽ hủy diệt Malaysia khi mà được thi đấu ở trên sân nhà. Thế nhưng cuối cùng thì kịch bản lại quá đau đớn dành cho đội bóng này. Một kết cục không tưởng dành cho bóng đá của Indonesia, một trận thua 5-1 với tỷ số ở trên sân nhà. Và có một câu hỏi đặt ra rằng là có phải chăng là cái thảm kịch vừa qua trên sân Kariruhan có phải làm ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ hay không? Thì tôi nghĩ rằng không phải. Thực sự là họ được thi đấu ở trên sân nhà. Và thứ hai nữa là hiện nay thì những trận đấu, 3 trận đấu trước họ thắng tưng bừng lên như vậy cơ mà, thắng cả Palestine, thắng cả UE cơ mà, thì tại sao bảo là họ tâm lý được? Tôi nghĩ không phải. Vấn đề tâm lý của cầu thủ chắc chắn không phải, không phải là do cái thảm kịch vừa qua. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng bóng đá của Malaysia mới chính là một cái gì đó gây ra sự bất ngờ lớn. Và tại sao các cổ động viên của Đông Nam Á họ lại cảm thấy vui, vui mừng? Tại sao mà Indonesia, một đội bóng tại Đông Nam Á lại bị loại, thì các cổ động viên của Đông Nam Á lại vui? Bởi như đã nói vừa qua, FIFA không đưa ra án phạt. Không phải là chúng ta thù ghét gì Indonesia đâu, nhưng thực tế là với những cái câu chuyện đó vừa qua, đương nhiên thì chúng tôi cũng rất cảm thương, rất buồn cho những cổ động viên của Indonesia.
đã phải ra đi mãi mãi và các cựu viên, những người nhà, người thân của họ đã phải mất người thân. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng với cả những người thân của Indonesia, những người đã bị mất, họ cũng rất mong muốn rằng là liên đoàn bóng đá của Indonesia phải có được một câu trả lời thích đáng. Và họ cũng nghĩ rằng là bên ban tổ chức cũng như là bên phía liên đoàn cũng phải nhận những án phạt tới từ FIFA để làm sao vơi đi được cái nỗi đau đó. Thế nhưng cuối cùng thì không có án phạt nào đưa ra cả. Và giờ đây thì tôi đã đặt một cái câu chuyện rằng đó chỉ là AFC đã đưa ra một đòn trừng phạt. Và đòn trừng phạt này thực sự rất cay đắng dành cho bóng đá của Indonesia. Một đòn trừng phạt đầu tiên mà chắc chắn trong thời gian tới sẽ còn rất nhiều đòn đau nữa. Bóng đá của Indonesia hiện nay tiến bộ như vậy và gặp Malaysia mà thực sự là đã mang đến rất nhiều sự bất ngờ. Những chiến thắng liên tiếp của Indonesia không giải quyết vấn đề gì cả khi mà phải đối đầu với Malaysia. Bởi với một trận thắng 14-0 trước Guam và Malaysia thì lại chỉ có một trận hòa với tỷ số 1 đều trước đối thủ này thôi. Thì chắc chắn rằng tôi nghĩ là các cổ động viên của khắp châu Á và đặc biệt là của Đông Nam Á, chẳng ai nghĩ rằng là Malaysia lại có thể làm khó được đến như vậy trước đội bóng láng giềng của mình, đó là Indonesia. Một trận đấu hủy diệt với tỷ số đó là 1. Và như vậy là chỉ có 4 đội bóng, đó là Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam của chúng ta có mặt tại vòng chung kết của giải U17 châu Á 2023 được tổ chức dự kiến vào khoảng tháng 5 năm sau, năm 2023. Một điều rất tuyệt vời và cũng xin chia buồn dành cho Indonesia. Thực tế là đội bóng của Indonesia vừa qua họ đã thi đấu cực tốt. Họ đã có hiệu số bàn thắng bại tuyệt vời, thắng tới tận 3 trận và thua có 1 trận thôi. Thế nhưng trận thua tai hại đó đã khiến cho họ đã phải trả giá cực đắt. Xin chia buồn dành cho các bạn. Vì thực tế là với cá nhân chúng tôi nghĩ rằng là nếu không có những cái quy định tới từ AFC vừa qua, những đội bóng mà họ bỏ giải, rồi là bảng đấu của họ quá nhiều đội, rồi lại phải trừ đi những thành tích đối đầu với các đội bóng cuối bảng, thì họ có lẽ rằng cũng đã xứng đáng đi tiếp thôi. Thế nhưng bóng đá là vậy, và Indonesia đã phải trả giá với những tính toán thực sự là không hợp lý của mình với một trận thua ngay trên sân nhà trước một đội bóng đó là Malaysia, trong cái hoàn cảnh mà họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn như vậy, phải không ạ? Còn quý vị bạn nhận xét như thế nào về thông tin ngày hôm nay thì có thể để lại một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tùng Lá nhé. Tới đây thì bản tin của Tùng Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.